quý vị khách hàng của chúng ta, quý chị em phụ nữ của chúng ta rất là quan tâm. Bởi vì trong cái xã hội hiện đại như ngày nay thì người phụ nữ của mình cũng rất là bận rộn với những cái công việc trong gia đình hay là ngoài xã hội, nên là chúng ta cũng không có nhiều những cái thời gian dành cho bản thân mình. Và với cái phương pháp là nâng vòng một nội soi thì cái thời gian để cho mọi người có thể hồi phục và nghỉ dưỡng nó cũng sẽ rất là nhanh. Mình chỉ mất từ 5 cho đến 7 ngày là cái sức khỏe của mình đã hoàn toàn ổn định. Và mình cũng sẽ không mất cái thời gian mình nằm trên giường quá lâu đâu. Và trong cái thời gian đầu này thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc về kháng sinh, giảm viêm, giảm sưng, giảm đau do các bác sĩ kê cho mình để có thể sử dụng tại nhà, giảm cái sự đau đớn cũng như là khiến cái quá trình bình phục của mình nó được nhanh chóng hơn. Và đối với cái dịch vụ nâng vòng một của chúng ta, cái thời gian thực hiện nó sẽ kéo dài khoảng 90 phút và mình sẽ được gây mê hoàn toàn. Và bởi vì đã gây mê rồi nên mình cũng sẽ không cảm thấy đau hay cảm thấy lo lắng nữa. Và sau khi mà chúng ta thực hiện xong thì sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc hậu phẫu đặc biệt của bệnh viện thẩm mỹ Medica, và mình sẽ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cũng như chăm sóc sức khỏe bằng những cái thiết bị máy móc y tế và đội ngũ hộ lý điều dưỡng rất là có nghiệp vụ rất là cao trong cái thời gian 24 tiếng, tương đương với một ngày một đêm. Và đối với quý vị khách hàng của chúng ta ở xa hoặc là cái tình trạng sức khỏe của mình yếu hơn và mình mong muốn có cái thời gian nghỉ dưỡng thêm lại với bệnh viện thì mình có thể ở lại thêm trong vòng 1 đến 2 ngày tiếp theo và mình cũng sẽ phát sinh thêm cái chi phí này. Còn những cái chi phí mà anh Ngọc đưa ra cho mọi người ngay từ đầu của chúng ta là đã bao gồm toàn bộ những cái chi phí về phẫu thuật, về cái dòng túi ngực cũng như là cái thời gian nghỉ dưỡng một ngày một đêm tại bệnh viện cho mình luôn rồi. Thực ra thì tùy cái tình trạng sức khỏe của mình tốt hay là không thì mình có thể đi làm sau 3 đến 5 ngày là được rồi nha chị Thanh Nguyễn. Đặt lịch trước có giữ được chương trình giảm giá không vậy bạn? Đối với cái câu hỏi này của chị Như Ý Nguyễn thì nếu như mà mình ở xa hoặc là mình muốn giữ cái chương trình ưu đãi này của mình lâu hơn thì mình có thể đặt cọc chuyển khoản trước theo cái cách sau đây. Tức là chúng ta sẽ chuyển khoản về số tài khoản của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica. Thì đây là cái số tài khoản mà chúng ta sẽ tiến hành chuyển khoản và chúng ta sẽ chuyển khoản đặt cọc từ 50% trở lên. Số tài khoản là 11100000 166288 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank chi nhánh Tân Bình, chủ tài khoản là Công ty Cổ phần Đầu tư Khang Minh. Nội dung chuyển khoản mình sẽ ghi rõ họ tên, số điện thoại cũng như là tên dịch vụ mà chúng ta mong muốn thực hiện, và mình cũng sẽ chuyển khoản từ 50% trở lên để mình giữ cái chương trình ưu đãi này được lâu hơn nha chị Như Ý. Huyết áp của mình hơi thấp, tiến hành phẫu thuật được không? Về cái vấn đề sức khỏe của những quý vị khách hàng của chúng ta trước khi thực hiện những cái dịch vụ về phẫu thuật, đặc biệt là với một cuộc đại phẫu lớn như là nâng vòng 1 thì chúng ta sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi mình vào cái ca phẫu thuật này. Nên là chị Hoàng Cầm Lê có thể hoàn toàn yên tâm này, là mình sẽ được kiểm tra tổng quát cái sức khỏe của mình, đo điện tâm đồ, đo huyết áp cũng như là chúng ta xét nghiệm máu, rồi kiểm tra xem mình có tiền sử bị bệnh lý gì hay không, mình có bị dị ứng với những cái thuốc gì hay không, để có thể đảm bảo cái sức khỏe cho mình thực hiện một cái ca phẫu thuật đại phẫu nhân nâng vòng 1 hay không. Thì cái vấn đề này là mình sẽ được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các bác sĩ và mình cũng sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi là mình tiến hành nâng cái vòng 1 của mình. Nên mình không cần phải lo lắng về cái tình trạng huyết áp của mình nha chị Hoàng Cầm. Em chào chị Nguyệt Anh nha. Vòng 1 size bao nhiêu thì hợp lý vậy em? À, đối với cái size vòng 1 thì mình sẽ được tư vấn dựa theo thứ nhất là cái mô tuyến ngực của mình nhiều hay ít, cái phần da dư của mình cũng nó sẽ như thế nào, bên cạnh đó là theo cái chiều cao và cân nặng của từng vị khách hàng của chúng ta nữa, để các bác sĩ có thể lựa chọn cho mình một cái size phù hợp nhất. Và những cái size thông thường chúng ta có thể lựa chọn, nếu như mọi người mong muốn sở hữu một cái vòng 1 tự nhiên, mình có thể lựa chọn cái size như là 280, 285, 290, 295. Còn nếu như mà sở hữu một cái vòng 1 nó cũng khá, tức là nó cũng tương đối là nó to, thì mình sẽ có thể lựa chọn size như là 300, 315. Còn nếu như muốn to nhiều hơn thì có thể là 320, 325, 335. Tức là tùy theo cái mong muốn của mình thì Bệnh viện Thẩm mỹ Medica có thể cung cấp cho mọi người rất là nhiều những cái dòng túi ngực cũng như là những cái size túi ngực khác nhau. Và chúng ta có thể được xem và chúng ta được coi thử trước những cái dòng túi ngực này bằng cách mình sẽ tới Bệnh viện Thẩm mỹ Medica và ở cái khu vực sảnh G là mình sẽ có trưng bày những cái dòng túi ngực khác nhau để quý vị khách hàng của chúng ta có thể xem xét cũng như là mình có thể lựa chọn một cái dòng túi ngực phù hợp nhất với cái mong muốn, cái nhu cầu và cái tình hình tài chính của mình.
Và về những cái mức giá dành cho cái dịch vụ nâng vòng 1 thì anh Ngọc cũng sẽ thông báo lại để những quý vị khách hàng của chúng ta theo dõi sau thì mình có thể nắm được là đối với cái dịch vụ nâng vòng 1 nội soi túi nano chip thì mình có mức giá 73 triệu, hiện đang áp dụng chương trình ưu đãi còn 54 triệu 750 ngàn đồng. Và còn cái dịch vụ là nâng vòng 1 nội soi túi nano chip perfect thì mình có sẽ có mức giá là 88 triệu, giảm xuống còn 66 triệu đồng. Và cái chương trình ưu đãi của chúng ta sẽ kéo dài từ ngày 16 cho đến ngày 23 tháng 5. Và với những quý vị khách hàng của chúng ta đã nâng vòng 1 rồi hoặc là đang mong muốn nâng cái vòng 1 của mình thì những cái mức giá như thế này nó đã bao gồm toàn bộ cái chi phí phẫu thuật, chi phí về cái dòng túi và cái thời gian ở lại bệnh viện nghỉ dưỡng trong cái thời gian là 1 ngày 1 đêm. Còn nếu như mọi người chúng ta mua thêm cái áo định hình vòng 1 thì sẽ có giá là 2 triệu đồng. Và cái đơn thuốc sau khi mình thực hiện xong, các bác sĩ kê cho mình thì mình cũng sẽ mua riêng. Đó là những cái chi phí sau này của chúng ta rồi. Và dành riêng cho những quý vị khách hàng chúng ta ở xa và mong muốn giữ cái chương trình này của mình được lâu hơn để thuận tiện cho mọi người có thể thực hiện thì mình sẽ chuyển khoản tới số tài khoản của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica theo cái số tài khoản này, với nội dung mình sẽ ghi rõ họ tên, số điện thoại và cái tên dịch vụ mình thực hiện để cho các chuyên viên của Bệnh viện Thẩm mỹ Medica có thể dễ dàng liên hệ.